Rồi tiếp theo đó là mình chia một đường thẳng ở phía sau bằng cách là chúng ta đặt tay nè, chúng ta tìm khối vuông nè ha. Thì đây là cái kiến thức và kỹ năng để chia tóc được anh chị em cần phải luyện tập ha. Anh chị em nào mà chúng ta cắt tóc quá ngắn á, mà chúng ta chia chưa có sạch á, thì anh chị em có thể tập luyện ha. Đấy, tập luyện cái gì này, kỹ năng nó cũng đến từ cái sự luyện tập anh chị em nha. À, giống như live stream nè, Tăng cũng luyện tập live stream một thời gian á thì Tăng mới làm được. Lần trước xem bài cắt layer của anh xong cắt cho khách đẹp hẳn anh. Cảm ơn bạn Khoát Hoàng nha. Rồi ok bạn nha, cảm ơn bạn rất nhiều, cảm ơn bạn rất nhiều nha. Anh chị em nào mà thấy Tăng chia sẻ ok comment cho Tăng biết nha, biết rằng Tăng sẽ biết anh chị em cần cái gì á, đang Tăng làm những cái video clip hướng dẫn cho anh chị em. Hôm nay Tăng chia sẻ review kéo nè, rồi sẵn tiện đây chia sẻ cho anh em một bài cắt luôn. Cái bài cắt này Tăng sẽ ứng dụng khối vuông ha, khối vuông anh chị em chia một cái nóc vuông cho đến đầu, rồi sau đó anh chị em chia phân khu ha. Phân khu ngay trang chỗ góc cạnh này là ngay trang chỗ cái e point nè, e point là e point là phía sau á. Nó những cái từ ngữ đó anh chị em cần phải nắm ha. Rồi anh chị em kẹp ra cho em Tăng. Tăng chia sẻ cho anh chị em một bài cắt ngắn tém đi ha, bài tém đi ha, tém Nhật Hàn ha. Ok anh em đồng ý không ạ? Anh em đồng ý tém Nhật Hàn khối vuông này không ạ? Tăng sẽ hướng dẫn cho anh em cắt. Rồi đầu tiên anh chị em chia phân khu ra giùm Tăng. Đó ok, anh chị em muốn Tăng chia sẻ bài gì ạ? Tăng sẽ cắt bài tém nha. Ok tém cho anh chị em nha. Hi chào em, chưa biết tên, em có dạy tóc nam không ạ? Dạ em có dạy tóc nam tóc nữ nha anh chị em nha, em có chia sẻ tóc nam tóc nữ nha, có review kéo ha. Đấy có làm tóc luôn. Rồi ok mình kẹp phân khu này lại. Thì bây giờ mình sẽ cắt cái phần dưới đây, mình sẽ cắt tóc ngắn cho anh chị em luôn. Rồi ok cả nhà ơi, cả nhà chia sẻ mạnh mạnh cho mình nha. Rồi cả nhà muốn Tăng sử dụng cây nào cắt nè? Thường á là cho anh mượn cái ghế có ghế ghế xoay không, lấy giùm anh đây. Rồi thường á là phần dưới gáy đây nè, cả nhà thấy á thì anh chị em mình cắt như nào, Tăng sẽ quay vô tường đi cho nó dễ, cho anh chị em thấy nó dễ là nó sạch hơn. Đây Tăng quay Tăng vô tường thì Tăng cắt cho nó sạch cho anh chị em dễ thấy nha. Rồi anh chị em nhìn nha. Rồi thường anh chị em thấy á, cái gáy này á thì chúng ta cắt tóc ngắn, cắt tóc á tư duy chúng ta là gì ạ? Chúng ta cắt cái hình khối gì, hình khối vuông hay là hình khối tròn thì để tạo ra cái bài cắt. Tăng hướng dẫn hôm nay hướng dẫn cho anh chị em hình khối vuông nha. Rồi đầu tiên á thì mình sẽ chia section là đường chia ra cắt. Tăng sẽ ứng dụng cái khối khối vuông. Vuông á thì anh chị em cắt đường cây lai, sau đó chúng ta hãy cắt một mặt phẳng phía sau để chúng ta tạo cái hình khối vuông. Thì Tăng sẽ chia sẻ cho anh em cắt nâng cao, cắt nhanh nha. Tăng sẽ sử dụng cái kéo nào để cắt đây? Ok, Tăng sẽ sử dụng cây kéo đen ha. Không kéo đen đâu, cắt kéo rồi kéo chiều 8 nha. Ok. Rồi, Tăng sẽ sử dụng con này. Đây là con UC 5.8. Rồi cắt cho anh chị em xem nè. Đầu tiên anh chị em thấy đây là khối vuông nè. Bây giờ chúng ta phân tích, nếu như chúng ta cắt thì chúng ta có cắt nghịch hướng và đảo hướng. Chúng ta cắt dọc, cắt ngang và cắt dọc. Thì anh chị em thấy á, nếu như chúng ta có cái đường lai này rồi, đầu tiên á là chúng ta đã có cái đường lai rồi nè. Đó, cái đường lai này là đường lai vuông nè ha. Thấy anh chị em đường lai vuông, cái đường này là đường lai vuông square, đường lai là đường lai vuông. Rồi cái đường lai vuông thì anh chị em thấy khi mà chúng ta nâng lên gì chúng ta cắt, thì anh chị em thấy nè, chúng ta lấy điểm chuẩn ở đây, chúng ta cắt tóc ngắn á, thì chúng ta cái phần khoan khu đây nè anh chị em cắt thẳng lên ha. Đấy chúng ta cắt sát vô, cắt sát vô mà cắt hình khối vuông nha. Đấy anh chị em thấy không ạ, chúng ta nâng cao lên chúng ta cắt thì thằng này nó sẽ rơi xuống, nó sẽ mềm, thay vì anh chị em phải cắt dọc đúng không ạ, anh chị em phải cắt dọc đúng không ạ. Thì bây giờ mình sẽ nâng lên, mình nâng lên mình cắt ha. Anh chị em cái ứng dụng theo nha. Đây là kỹ thuật cắt tóc ngắn nha. Rồi anh chị em thấy nè,
chúng ta nâng lên và chúng ta lấy cái đêm chuẩn dưới đuôi nè, và chúng ta cắt ha, chúng ta cắt anh chị em thấy không, chúng ta cắt và nhất quán ha, đây là khối vuông nha. Rồi tiếp tục nè, nâng lên nè đó. Rồi khi anh chị em nâng lên như thế này á, khi anh chị em cắt thì anh chị em mình trải xuống thì tóc nó sao ạ, cái phần dưới đây nó sẽ dài, anh chị em thấy không ạ, nó dài ha, và nó giữ được cái co này, nó làm cho cái tóc có cái đường ghia này dài rất là đẹp đó, anh chị em thấy không ạ. Rồi đó, anh chị em thấy không ạ, cái phần gáy này dài đó. Rồi nhưng mà cái chỗ này anh chị em muốn mềm thì anh chị em hạ xuống một đường nữa. Đây, chúng ta hạ xuống một đường đây nữa, và chúng ta có hai đường cắt để cho cái phần đuôi này nó mềm, anh chị em nhá, để cho phần đuôi này nó mềm đó, anh chị em thấy không ạ, đó nó mềm ha, nó mềm phần gáy khi chúng ta sấy nó ôm vô. Rồi ok, tiếp tục nha, tiếp tục nha anh chị em nhé. Rồi một tí xíu chúng ta sẽ sấy phần này, nó sẽ ôm vào đây. Rồi tiếp tục mình sẽ xả phần này xuống ra, mình cắt. Rồi cái phần này á thì mình được phép gì ạ, à? Mình sẽ cắt, mình xem cái độ gơi của nó nè, khi mình chảy xuống xuống nè, mình xem cái độ gơi của phần, cái phần này được gọi là phần gì ạ, à? Phần này hồi nãy đang cắt đó là phần cố định của gáy, còn cái phần này là phần gì ạ, à? Cái phần này là phần di chuyển. Cái phần di chuyển đây nè anh chị em thấy á, chúng ta được phép cắt layer ha, ta sẽ cắt layer vuông. Đấy. Mình sẽ cắt, mình chia dọc ra, mình đẩy cái này. Và hoàn toàn mình ngắt liên kết. Đây là kỹ thuật cắt liên kết, và mình nâng lên mình cắt. Đó. Rồi anh chị em thấy thì nó sẽ rơi xuống nó phồng. Và cứ như vậy mình cắt theo cái góc độ điểm chuẩn mình mới vừa cắt để tạo ra cái phần khối vuông. Đó, anh chị em thấy không ạ? Thì nó sẽ ôm vô đây ha. Đó, nó ôm. Thì đây là phương pháp layer ha. Phương pháp layer. Đó, ok. Anh em nhìn nè. Nó rất là mềm ha, ôm vào đây, nó ôm vào đây. Và nó mềm vào cổ. Đó. Nó ôm ha. Tiếp tục mình sẽ cắt đây nữa, và chúng ta ngắt liên kết hoàn toàn, chúng ta có điểm chuẩn, và anh chị em mình cắt thì đây được gọi là layer, chồng layer ha anh chị em nha, khối vuông chồng khối vuông thì nó sẽ mềm mại ha. Đối với anh chị em nào mà chưa nắm được cái căn bản này á, anh chị em thể áp dụng thử nha. Khi anh chị em cắt ra nó cực kỳ mềm mại và ôm, và ta đã hoàn thành phần phía gáy đó, nó mềm mại, anh chị em không cần phải tỉa nhiều đâu. Đó. Rồi. Tiếp theo đó thì anh chị em nhìn nè, cái gáy nè. Đó, cái gáy nè. Anh thấy chị em nó ôm đi không? Rồi. Anh chị em thấy Tăng chia sẻ hay, anh chị em để là giùm Tăng một tim nhé. Cho Tăng một tim để có động lực nha anh em, để có năng lượng. Tiếp cho Tăng năng lượng để Tăng làm nha. Đó. Và Tăng đang sử dụng cây này là cây UC 5.8. anh chị em thả tim giùm mình, comment bình luận xuống để Tăng tó có cái động lực để năng lượng để chia sẻ cho anh chị em tiếp nha. Tiếp theo đó cái phần phía sau gáy này nè, cái phần này nè, anh chị em có thể hoàn toàn ngắt liên kết với phần phía sau để chúng ta cắt, có thể thậm chí là anh chị em muốn mà nó chảy xuống đều quá thì anh chị em có thể đẩy về phía sau này anh chị em cắt, thì nó sẽ chúi xuống, tùy thuộc vào cái kỹ sự thiết kế của anh em, chỉ việc là tròn vuông tam giác thôi. Nhanh cho em nhé. Đó. Rồi tiếp tục Tăng sẽ nâng lên đây, Tăng sẽ nâng lên layer để cắt hết phần khu này. Tăng lấy đêm chuẩn nè, anh chị em, Tăng lấy đêm chuẩn ha. Mình sẽ lấy đêm chuẩn phía sau này cả nhà, phía sau nè. Đó, mình sẽ lấy cái đêm chuẩn ngay chỗ này nè, ngay chỗ này nè, và mình đẩy lên mình cắt ngay cái cọng này ha, và mình nâng lên mình cắt, và mình cắt sát luôn đó. Mình cắt lai vuông nghe. Rồi, anh chị em thì thấy cắt nâng lên cắt á, hay quá anh à. Cảm ơn bạn khác nha. Rồi khi mình nâng lên cắt vậy á, anh chị em thấy nó dài nè ha. Đó,
thì để nó rất là mềm cho anh chị em dán đôi tay nè. Đó, nếu như anh chị em mình thích cái kiểu gũ gửi á thì anh chị em để này luôn. Đó rồi, anh chị em thấy không ạ, nó rất là mềm. Không á thì anh chị em chạy xuống. Rồi mình lấy ngay góc cạnh vuông này giùm Tân nè. Anh chị em xác định điểm tròn, anh chị em chảy gì trước. Cứ là mình chỉ cái tư duy thôi anh chị em, cắt thiết kế mình tư duy thôi. Mình chơi trò chơi thôi chứ không có gì hết á. Tại này cắt mình cắt dạng như giống như cắt thiết kế mà. Rồi cái phần này á mình được phép chảy vào đây. Ha, chảy vào đây mình cắt bỏ góc cạnh này. Đó, giống như mình sáng tạo đó, anh chị em bẫy lên nè, đẩy lên đây nè. Đây, bỏ góc cạnh này ha. Đó thấy không? Anh chị em cắt thôi. Khi mà anh chị em nắm được cái căn bản rồi anh chị em cắt nó dễ dàng lắm. Đó. Và anh chị em muốn nó mềm mại thì anh chị em đẩy tiếp hạ xuống cho cái chỗ này nè. Anh chị em muốn nó ngắn nữa hay là sao thì anh chị em thiết kế. Ví dụ như anh chị em muốn phủ tay hay là giãn tay đó, mình sẽ thiết kế ha. Nó dễ dàng lắm anh chị em. Đó. Anh chị em cứ đẩy anh chị em cắt cái bát này mềm mại thôi chứ không có gì hết đó. Nè anh chị em thấy không? Nè, anh chị em thấy cái bát nó mềm không? Đó, nó mềm nè. Đó. Tí xíu mình sẽ xé cho cái bát này mềm. Ok, rồi. Tiếp tục phần này cũng vậy nữa các bạn. Anh chị em cứ nấu, anh đẩy lên, anh chị em cắt. Nè. Đó, để lấy đếm chuẩn thằng này, anh chị em đẩy lên nè. Để lên, anh chị em cắt sát vô. Đó. Nó tự động nó sẽ mềm, nó ôm ha. Anh chị em cứ dạng tay lên. Rồi đó, khi mà cắt nó mềm lắm. Rồi anh chị em thấy nè, chào bốn chục anh em nha. Rồi chúng ta chia góc này, chúng ta đẩy về đây đó, chúng ta đẩy về đây nè, chúng ta kiểm tra thằng này, chúng ta cắt đó, thấy không? Nó mềm liền anh chị em nhá, nó mềm liền. Sau đó mình hạ xuống cái xíu nè, đó mình cắt. Thay vì mình cắt dọc thì mình cắt cái này để nó quen anh chị em nhá. Cũng là khối vuông đó, mình cứ đi vuông thôi. Đó. Cái cọng này nó dư nè, khi mình dán đốt tay dư nè, đó. Không, nó đẹp lắm, đó, nó mềm mềm nè. Để nó có cái cọng cái ghi đó thấy không cả nhà. Khi mình dán đốt tay á. Em ơi, khóa cửa đi giùm anh cái lên. Đó, cả nhà thấy không ạ? Rồi. Ok, cả nhà thấy không? Tóc ngắn ha, rất là mềm mại khi mình sấy khô. Chia trên bàn. Rồi các nhà thấy không ạ? Đó, ok, giờ mình xem hai cái bát này đều chưa? Đều rồi, ok thôi các nhà. Đó. Hai cái bát này đều rồi thôi. Đó. Thì đây là mình cắt ứng dụng nhanh thôi ha. Đó, khi mình sấy khô nè nó phồng nè, thấy không các nhà thấy không? Đó. Tí xíu mình sẽ sấy theo kiểu. Rồi, anh chị em muốn cắt ngắn nữa thì mình cắt ngắn. Rồi. Anh chị em muốn cắt ngắn nữa không ạ? Anh chị em cắt ngắn thì anh chị em muốn cắt ngắn nữa. Muốn tăng cắt ngắn nữa không hay là cỡ này thôi? Tùy theo cái thiết kế của mình anh chị em. Anh chị em muốn tăng cắt ngắn ngắn 2 bên bát đâu không ạ? Anh Tăng nhà ở đâu vậy? Chào bạn Khát Hoàng nha. Nhà mình ở 339 Trần Phú, phường 8 Thành Chí Minh nha. Anh chị em ơi, anh chị em muốn tăng cắt cái bát ngắn nữa không ạ? Hay là cỡ này thôi ạ? Cắt cái bát ngắn xíu thôi đi anh chị em ơi ha. Chào bạn Quốc Kỳ nha. Cả nhà ơi, cả nhà muốn tăng cắt cái bát ngắn nữa không ạ? Anh chị em bình luận xuống nha. Anh chị em bình luận xuống cho Tân biết coi. Cắt cái ngắn, cái bát ngắn nữa không ạ? Anh em ơi, anh em bình luận xuống coi mình có nên cắt cái bát này ngắn nữa không ạ? Ok, mình cắt cái bát ngắn đi nha. Ngắn đi đình em ơi, ngắn nó đi ha. Cắt tóc ngắn cho anh em coi luôn. Đó, cắt cái bát ngắn đi nha. Đó. Ngắn cho nó mỏng mỏng nè ha, cho đẹp. Đó, anh thấy không? Đó, chắc cho nó mỏng mỏng ha, cho nó mềm ha anh chị em nha.
Rồi, ok. Đó, mỏng ha. Mỏng, thiệt mỏng cái mát rồi này. Đó. Rồi. Anh chị em thấy mà mỏng ha, mềm ha. Anh chị em cứ nâng góc độ anh chị em thôi. Ai cũng chia sẻ như anh thì ngành tóc mình sẽ phát triển nhanh nhanh ạ. Ok, tuyệt vời em nha. Cảm ơn nha. Anh đang có một cái dự án chia sẻ những cái kiến thức anh và anh đang tạo dựng cái team và group. Nếu như anh chị em nào thật sự đam mê á, mình có thể giao lưu cùng với Tăng để cùng nhau xây dựng ha. Cùng nhau tạo group nha. Nếu như Tăng chia sẻ cái kiến thức ngành tóc của mình, học hỏi và cùng tạo team group thì anh chị em thấy như thế nào ạ? Tăng xây dựng cộng đồng thì anh chị em thấy có ok không ạ? Anh chị em có muốn tham gia không ạ? Tham gia cùng nhau xây dựng cộng đồng không ạ? Rồi, mình cứ chia nè, mình chia tiếp nhưng mà vẫn là nguyên tắc hình khối nha. Hình khối là hình khối vuông. Rồi chúng ta cắt layer hay là garution hoặc là mặt cắt. Tăng ví dụ như mình đưa đây là 90 nè. Đó, mình 90. Còn mình nâng lên đây là 130, 180 đó, mình cắt. Đó. Mình cứ cắt dần thôi, tại sao tăng cắt từ từ cho anh chị em xem. Cứ như là mình phải dựa vào cái hình khối. Đó, hình khối vuông và hình khối tròn mình cắt. Đó, anh chị em hình dung ạ. À. Đó, nó mềm hơn chị em nha, cắt tóc ngắn, tóc tém cắt. Đó, anh chị em thấy cái bát đẹp không ạ? Nè nhìn nè, anh chị em nhìn nè. Đó. Khi mà anh chị em cắt tóc ngắn mà cái bát nào bị dày, anh chị em áp dụng cái công thức này giùm Tăng nha. Công thức này là công thức layer 180 vuông. Ha, vuông lên, nâng anh chị em nâng vuông lên. Đó. Anh chị em nâng vuông lên thì cái bát nó mềm lắm. Anh chị em nào mà cắt tóc ngắn mà cái chỗ này nó bị dày nè. Anh chị em áp dụng giùm Tăng. Áp dụng giùm Tăng nha. Anh chị em nhìn nè, nó ôm lắm. Anh chị em cắt cái bát này mà nó dày, anh chị em áp dụng cái công thức là nâng lên giùm Tăng 90 180 ha. Rồi chia ra. Nâng lên gì nè, lại ra anh chị em. Rồi, khối được khối vuông nha. Lại thay vuông này không dính líu nè. Ha, anh chị em nha. Rồi. Tiếp tục mình sẽ cắt ở trên đỉnh đầu. Trước khi cắt trên đỉnh đầu thì mình sẽ sấy khô phần này ha. Rồi mình mới cắt tiếp. Rồi anh chị em đừng quên là Tăng đang có review kéo nha. Anh chị em mà quan tâm thì ủng hộ giùm mình nha. Tiếp tục. Tiếp tục Tăng sấy nha. Mỏng đẹp, dạ cảm ơn bạn Diệu Hiền nha. Có nghĩa là anh chị em nào mà cắt dày á, chúng ta áp dụng cái công thức này. Và cái thằng ở trên đây là nó đè xuống một tí xíu disconnect đó, nó đè xuống. Disconnect là nó tạo độ phồng ha. Cứ là disconnect là nó tạo độ phồng nha anh chị em nha. Disconnect là tạo độ phồng. Ngắt liên kết, không không liên kết. Đó, disconnect liên connect là kết nối, disconnect là ngắt liên kết. Nha anh chị em nha. Rồi. Ok, bây giờ Tăng sẽ sấy nha. Cả nhà ơi. Anh chị em nào mà có nhu cầu mua kéo á thì inbox cho mình nha. Đấy. Anh chị em nào mà có nhu cầu mua kéo á, inbox cho mình nha. Mình đang có chia sẻ để sản phẩm kéo. Đây, để đây cho anh chị em xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ sấy tạo kiểu. Đấy, đam mê anh chị em nha. Đam mê ý nha. Anh chị em thấy thì nữa là sẽ thẳng vô vào đầu nha. Những cái bài cắt này á, mình cắt cho khách hàng á, là nó ôm luôn anh chị em nha. Thì chúng ta cần phải áp dụng là hình khối chồng hình khối, layer chồng layer nha.
Nhức gáy nhiều mai nha các bạn. Đó. Cả nhà thấy sao ạ? Rồi khi mình sấy khô thì mình sẽ chỉnh sửa lại cái bài cắt của mình nhanh cho em nha. Đó. Xin chào tất cả các anh chị em mình mới vừa làm lại chim nha. Đây là kỹ thuật cắt đít của nít nha các bạn. Cắt xong đã đẹp luôn rồi. Cảm ơn em nha, chưa có tỉa. Tại vì đây mình đang cắt phương pháp layer nó mềm anh chị em nha. Rồi. Tại vì mình ứng dụng cái kỹ thuật nó mềm. Mình chưa có chim, mình chưa có tỉa. Đấy, thì mình sẽ sử dụng cái những cái mình thấy cái gáy nó mềm ha. Anh chị em thấy nếu mà anh chị em mà muốn cái gáy nó mềm nữa thì anh chị em sử dụng cái kéo để anh chị em làm cho nó mềm những phần gáy này nha. Đó, cái phần gáy này nó mềm nè. Rồi anh chị em ứng dụng cái gáy này nha. Rồi, tiếp tục mình sẽ dẫn tiếp tục sử dụng cái kéo đa năng ha, cái kéo này nè. Đấy, để mình sử dụng cái kéo này để mình chuốt. Mình ứng dụng phần này nè các bạn. Đó. Đó, những cái like này ha. Đó, mình dùng cái kéo nè. Đó. Đó, mình chim nó, mình ấy nhẹ nó. Đó. Nó sẽ đều ha. Anh em thấy không ạ? Chúng ta dùng cái mũi kéo này chúng ta cạy xuống. Đó. Xem thầy chia sẻ cắt tóc tự tin hẳn. Cảm ơn Tâm Thắng nha. Ok, mình cứ tự tin mình cắt nha. Đó, tại vì khi mình cắt mình đúng góc độ rồi mặt cắt mình cắt nó ôm lắm. Đây là phương pháp cái phương pháp này là phương pháp gọi là hình khối nha, layer chồng layer nha anh chị em nha. Đó, layer chồng layer. Rồi mình cá nhân hóa, mình cá nhân hóa nè. Đấy. Cái cá nhân hóa này là thẩm mỹ của mỗi người nữa, đó. Nè mình dùng cái kéo tỉa cái chuốt nào mình cắt nè, đó. Rồi, tiếp tục ha. Đó, anh em thấy nó mềm không ạ? Rồi. Cái phần gáy này á là mình chưa có tỉa luôn nè, các bạn thấy nó mềm không? Chưa có tỉa luôn á. Anh em nào mà cắt cái gáy mà nó nặng nặng á
Làm cho em tham khảo cái thật này nha, nó mềm cái gáy nè. Cái gáy này mình cắt đít của nít á, layer nè, thấy không? Mình cắt đúng hình khối mà cắt ngang thôi ha. Mình chưa có chim luôn á. Mình chưa có điểm luôn á. Bây giờ mình mới điểm nè. Mình áp dụng phương pháp layer, chồng layer nó mềm đúng không ạ? Rồi. Anh chị em nghĩ như thế nào khi tăng tổ chức một cái buổi offline trực tiếp chia sẻ cho anh chị em tận tình ha. Gọi là phân tích cho anh chị em hiểu về góc độ mặt cắt khối chồng khối layer chồng layer, phương pháp hình khối áp dụng hình khối như nào cho phù hợp. Anh chị em nghĩ như nào tăng tổ chức buổi buổi giao lưu đó, anh chị em comment xuống nha, thử bao nhiêu người muốn tham gia cái buổi chia sẻ đó cùng với Tăng nha. Tuyệt vời anh ơi, ok, Tăng, dạ, chào bạn Diệu Hiền Lê nha. Anh chị em nào thật sự quan tâm á, nếu như mà tại vì Tăng muốn bao nhiêu biết bao nhiêu anh chị em mình giao lưu á, để anh chị em Tăng sẽ làm thiệp mời ha, và lên cái lịch chọn một cái ngày nào đẹp để cùng giao lưu với anh chị em nha. Anh chị em để lại comment ha, để lại comment đi, hoặc là inbox cho Tăng ha, để Tăng biết được, Tăng gom cái danh sách lại. Đấy. Tăng gom cái danh sách lại để giao lưu với anh chị em nha. Rồi, chào bạn Trần Bo nha, chào Trần Bo, chào Mỹ Hạnh, chào bạn Hữu Nghĩa Trình. Ok, tiếp tục nè, cả nhà thấy không ạ? Rất là mềm rồi nè. Nó mềm dữ lắm anh em nha. Cho em xin một vé nha. Ok, bạn Khóa Hoàng. Mình cứ để lại comment nha, Tăng sẽ biết được để bao nhiêu người quan tâm nha. Bao nhiêu anh chị em quan tâm để Tăng biết nha. Rồi, sau đó anh chị em sẽ cắt cái phần ở trên đây. Đấy, cái phần trên đây là mình sẽ để cái máy. Thầy ơi nhớ thầy, dạ em nhớ bò nha. Rồi cái phần thớp trên này á, thì mình sẽ chia ra nè, mình chia ra cái đường chia này nè là cái đường chia từ đỉnh tay, mình chia ra đó, đây được gọi là đường chia xuyên ngang, xuyên ngang anh chị em nhá, đường chia xuyên ngang. Rồi sau đó mình sẽ trải xuống, mình sẽ cắt layer ha, mình sẽ cắt layer tròn đây, mình chia hộp sọ nè, mình nâng lên mình cắt, mình vẫn cắt layer tròn, mình xem cái độ gơi thằng này nằm đây nè đó, mình đẩy lên đây mình cắt, anh chị em nắm được chưa? Cái là mình xem cái độ gơi thằng này nó gơi nằm đây, đẩy lên đây cắt, anh chị em mình đi không ạ? Chúng ta lấy cái thằng này gơi đây nè, rồi chúng ta cắt đó, làm đúng chuẩn, chúng ta làm đúng chuẩn nha. Rồi sau đó chúng ta cắt. Anh chị em nghĩ như thế nào khi Tăng tổ chức một cái buổi giao lưu chia sẻ cho anh chị em về tư duy cắt tóc hình khối ha? Đấy, tư duy về cắt tóc hình khối, Tăng cắt layer ha, ta sẽ cắt layer tròn trên hộp sọ đây, ta sẽ cắt layer tròn trên hộp sọ anh em nhé. Đó, Tăng đang sử dụng cây kéo này là cây kéo cắt đa năng ha anh em nhé, 6.3 đó, cắt rất chi là ngọt luôn. Rồi Tăng đang cắt layer tròn ha, tròn đầu đó. Khi mà anh chị em nắm được cái tư duy rồi, anh chị em cắt tự tin lắm, mình cắt rất là đơn giản nha. Chúng ta chỉ cần nắm gì ạ? Nắm cầm kéo ok, chia tóc ok. Rồi sau đó chúng ta cứ hiểu về hình khối góc độ thôi là xong anh em nhé. Rồi. Đó. Rồi nó ôm xuống ha anh em nha. Anh em thấy không ạ? Đó, nó phồng nè. Đó, anh em thấy không ạ? Anh em muốn sở hữu cái phương pháp kỹ thuật này á thì inbox với Tăng nha, Tăng sẽ giao lưu với anh chị em. Đó. Rồi tiếp theo đó là mình sẽ xác định cái điểm gơi ha. Anh chị em muốn Tăng cắt máy gì ạ? Máy mình cắt máy 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 máy, máy ngô ngố bài bài đi ha anh chị em. Rồi Tăng sẽ đẩy về phía trước nè, Tăng sẽ cắt một cái máy ngô ngố bài bài cho anh chị em nhé, không cắt máy dài nữa, cắt máy ngắn ngắn và dạng ngắn bài bài đó. Mình xác định nè, đó mình xác định điểm gơi của cái máy ngay cái mũi nè, rồi mình đẩy lên mình cắt. Em vào sau video này có xem lại được không ạ? À? Được em ơi, được nha. Anh để nguyên clip chia sẻ cho em luôn. Anh không có xóa đâu, anh để. Rồi anh đẩy lên anh cắt nè. Nè, cái này mình cắt nè, đó. Rồi khi mình trải xuống nè thì mọi người sẽ thấy sao ạ? À? Cái máy nè. Anh thấy không? Đó. Thì mình cứ chia giữa mình cắt thôi. Mình dồn thẳng về. Mình dồn thẳng về cái tâm á, nè mình dồn thẳng về đây anh cắt nè. Anh thấy không? Đó, mình dồn thẳng về giữa mình cắt. Nó có điểm chuẩn này không?
Đó, mình dồn giữa giờ mình cắt nha. Mình dồn về giữa mình cắt layer tròn. Đó. Rồi, anh chị em thấy máy nó sẽ rơi nè, đó. Anh chị em thấy không ạ? Anh chị em nhìn nè. Disconnect nè, đó. Ok không chị em? Anh chị em thấy chưa? Đây là những cái kỹ thuật mà mình tâm huyết chia sẻ với anh chị em nha. Đấy. Thì thật sự ra qua cái livestream á thì anh chị em không có cảm nhận nhiều đâu. Và anh chị em chỉ thấy kết quả đang làm thôi, nó chưa có phê. Nếu như anh chị em được thực hiện cùng với Tăng luôn á thì nó là rất là tuyệt vời. Nếu như anh chị em nào mà muốn Tăng chia sẻ một cái buổi trực tiếp và anh chị em đứng cùng làm với Tăng luôn, Tăng làm tới đâu anh chị em sẽ làm tới đó. Thì anh chị em nghĩ như thế nào khi mà anh chị em sở hữu được những cái kiến thức này ạ? Đây là kiến thức cho anh chị em cắt tóc ngắn nè. Đó. Anh chị em nghĩ như thế nào khi anh chị em được giao lưu sở hữu kỹ thuật cùng với Tăng và cùng nhau phát triển, chúng ta cùng nhau học hỏi, cùng nhau đi giao lưu ạ? À, Tăng sẽ tổ chức qua hoàn toàn miễn phí cho anh chị em, không tốn phí nha. Tăng không lấy bất cứ một đồng tiền nào hết cho anh chị em. Đây được gọi là tém gì với anh? Có nghĩa là cái tên này á, thì Tăng đang gọi là tém khối vuông thôi. Chứ thật sự cái tên đó là do mình đặt. Tăng không lấy bất cứ chi phí nào cho anh chị em. Anh chị em chỉ việc mua đồ Ken ha. Mua đồ Ken và thực hành cùng với Tăng. Cũng giống như Tăng đang livestream vậy đó. Nhưng mà Tăng sẽ tổ chức ở ngoài. Và đảm bảo buổi chia sẻ đó Tăng chỉ nhận giao lưu đúng 10 anh em thôi. Tại vì nếu đông quá Tăng không có chia sẻ được, chỉ 10 người thôi nha. Nếu mà gom đủ 10 người Tăng sẽ tổ chức hoàn toàn miễn phí cho anh chị em. Anh chị em đúng giờ tới học, anh chị em mua đồ Ken thôi. Một ngày Tăng sẽ dạy, đúng một ngày Tăng sẽ dạy cho anh chị tư duy các thiết kế hình học. Hoàn toàn miễn phí nha anh chị em nha. Quá tuyệt vời. Dạ cảm ơn bạn Hồ Nghĩa nha. Nếu như anh chị em mà thật sự quan tâm á, thứ nhất là gì ạ? Tăng sẽ tổ chức tại địa chỉ 339 Trần Phú, thành phố Hồ Chí Minh, tại salon của mình luôn. Và anh chị em chỉ cần thực hiện theo cái Tăng. Tăng cắt tới đâu anh chị em cắt tới đó. Tăng cắt như thế nào anh chị em cắt như đó. Và Tăng sẽ hướng dẫn kèm anh chị em một một luôn. Tại sao ạ? Tại vì Tăng muốn trao đi cái giá trị và tạo đi cộng đồng và tạo team, tạo đội nhóm. Em xin một vé à. Có nghĩa là anh chị em thật sự nghiêm túc với Tăng, Tăng sẽ chia sẻ hết lòng với anh chị em. Và anh chị em nào thật sự muốn đăng ký vé thì anh chị em hãy chuyển khoảng 500.000 để Tăng đặt đầu Ken cho anh em. Mà một con Ken như thế này là 650. Tăng sẽ đặt Ken cho anh chị em. Anh chị em tới ngày, anh chị em tới, anh chị em thực hành. Anh chị em ok không ạ? Anh chị em thật sự quan tâm inbox cho Tăng. Có nghĩa là không phát sinh bất cứ chi phí học nào hết. Chỉ tốn tiền Ken để mình cắt thôi. Mình mua Ken để mình thực hành, mình tập thôi. Anh chị em nha. Và Tăng uy tín luôn. Tăng sẽ tổ chức đúng 10 người thôi. Không hơn nha, đúng 10 người. Và Tăng sẽ tổ chức thật sự nghiêm túc một ngày cho anh chị em. Nội dung là chia sẻ cho anh chị em nè. Tư duy cắt tóc. Tư duy cắt tóc thì anh chị học online không có để mình học trực tiếp luôn. Mình học trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh. Em ở xa online được không ạ? Online thì giống như nãy giờ em học thôi. Nó không có cái hiệu quả đâu. Em phải học trực tiếp thì em mới cảm nhận được cái giá trị của nó. Công sức của em bỏ ra, em ở xa em tới em học nó rất là tuyệt vời. Năng lượng cực kỳ nhá. Và anh sẽ dành đúng 10 vé cho anh chị em nào thật sự quan tâm. Và Tăng sẽ sắp xếp để anh chị em nào đăng ký á, 10 người, đúng 10 người Tăng sẽ nhận lớp ha. Hoàn toàn không tính phí. Chỉ tính, anh chị em cứ uy tín đặt cọc, Tăng chuẩn bị đồ Ken cho anh chị em. Anh chị em tự ăn uống ha. Và tiếc quá em ở miền Bắc xa quá. Yeah, ok, em ở miền Bắc thì hơi xa. Rồi, đây là cái phương pháp cắt hình khối. Bây giờ mình sẽ cắt nè. Anh em thấy không? Khi mà khách hàng dán tay nè, nó mềm ha. Dán cái tay nè, nó mềm. Rồi. Ok. Chào bạn Hồng Bắc nha. Ok, nếu em ở xa thì em có trải nghiệm kéo VK, cái mua kéo VK thì anh có tặng cho các bạn giáo án. Đó. Ngoài cái việc mà chia sẻ cho anh em còn tặng cho anh chị em giáo án nữa. Rồi. Tiếp theo đó mình sẽ cắt. Bên này cũng giống nhau. Mình cứ đẩy lên layer ha. Anh chị em nhìn nè. Cái phần bên này mình thích thì mình để kiểu này luôn nè. Đó, mình để kiểu cái kiểu dạng như là tam giác á. Anh chị em thấy chưa? Bình nhật không nè. Đó, kiểu này nè. Đó, anh chị em thấy không? Mình chuốt á. Thì anh chị em xem qua livestream nó chán lắm, anh chị em không có cảm nhận được đâu.
thật sự luôn á. Anh chị em thấy tăng cắt đẹp vậy thôi, chứ còn mà để trải nghiệm thì anh chị em phải phải thực tế ở ngoài này nè. Anh chị em thấy anh chị em mới thích hơn hơn là anh chị em xem qua livestream đó. Anh chị em thấy không ạ? Học cắt uốn duỗi nhộm bao nhiêu ạ? Nếu như em học cắt uốn duỗi nhộm mà em đã biết nghề chưa thì em inbox nha, tùy theo cái nhu cầu để Tăng chia sẻ. Ok, Tăng chốt á, chốt bài cắt ngày hôm nay. Chốt bài cắt ngày hôm nay nha anh chị em nha. Anh chị em thấy không ạ? Cắt nó rất là mềm mại ha. Đó. Ok. Rồi, đó, ok anh chị em nha, đó. Rồi. Ok, nếu anh chị em nào mà thật sự quan tâm á, quan tâm cái lớp học này thì inbox cho mình nha. Anh chị em muốn tăng để cái máy dài gì hay cắt ngắn, đó, tùy theo anh chị em nha. Một bên là cắt ngắn nè. Đó, một bên là mình để dài đó, tùy theo cái mong muốn của mình đó. Thường đó là tóc này để gì nó cũng đẹp đó anh chị em, đó, để gì nó cũng đẹp đó nè. Giới thiệu về kéo đi anh. Ok, cái kéo mình đang cắt là cái kéo 6.3 BK nha. Cái kéo này anh chị em cắt mấy cái mẫu mà dạng như chuốt nè, mấy ngắn ngắn nè mình chuốt ok lắm đó, mình chuốt cho nó mềm. Em muốn anh giới thiệu kéo gì ạ? À? Đó bạn ơi, bạn muốn mình giới thiệu kéo gì ạ? À? Cái kéo mình đang cắt á là cái kéo BK nha, 6.3 BK. Rồi ok, mình sẽ sấy cho các bạn xem ha. Sấy nha các bạn. Rồi, cái này là 6.3 BK nha, giới thiệu kéo đi ạ. À. Ok, bạn nhuận hí nha. Kéo này mắc không anh? Kéo này có 1 triệu 6 thôi, kéo này có 1 triệu 6 thôi. Mình sẽ review nhiều dòng kéo cho anh chị em. Rồi anh chị em ơi, anh chị em thấy cắt rồi ha, mình không cần phải sấy tao kiểu. Anh chị em ngày mai Tăng sẽ đăng video clip nha, anh chị em vào xem video clip giùm Tăng nha. Ok, kéo cắt ạ, à, cắt ngắn dài luôn ạ. À. Ok, cắt ngắn cắt dài á thì mình sẽ sử dụng cái loại kéo này nha. Ok, đây là cái cây cắt ngắn cắt dài 5.8 nha. Đây, cây này này là cái cây nãy mình mới cắt nè các bạn. 5.8 UC 5.8, giá của nó là 1 triệu 8 nha. Nãy hồi nãy mình mới sử dụng cây này, mình cắt nè. Đó, cắt ngắn nè, cắt dài được luôn, 5.8. Còn nếu như em muốn đa năng đó, thì em sử dụng 6.3. Hả? 6.3 UC. Đây, UC 6.3. 6.3 này là những pháp sư Trung Hoa hay sử dụng anh chị em. Đó. Cây này thì giá của nó là 2 triệu 9. Đó. Cây này mình vừa cắt ngắn, mình vừa cắt dài được luôn, đó. Anh chị em nhá. Nè. Đó, mình vừa chuốt được luôn. Đó, cái này mình vừa chuốt vừa cắt được luôn. Ok. Bây giờ mình sẽ sấy khô nha anh chị em nha. Rồi, bạn muốn cái kéo cây một củ sáo cắt đa năng được không anh ạ? À? Anh ruột. Ok, trời ơi, cây 1 triệu 6 này bao luôn nha, chỉ còn đúng một cây thôi. Đây. Cây 1 triệu 6 cho em là còn đúng một cây nè. Còn đúng một cây này ha. Hôm nay cháy hàng 6.2 BK nè, còn đúng một cây nè. Còn đúng một cây luôn, cái cây này là vừa cắt kết cấu nè, vừa cắt mũi chim. Em cho cái địa chỉ số điện thoại đi, inbox đi, ngày mai anh giao cho ha. Đúng một cây này luôn, còn đúng một cây ha, 6.2 BK. Rồi ok, chốt cho anh em mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ cái kiểu tóc này ngày mai mình sấy nha, ngày mai mình sấy mình đăng lên cho anh chị em nha. Nhìn anh chị em nhìn nó đã đẹp rồi nè, mình sẽ sấy xương xương thôi. Đấy, sấy xương xương thôi, bụi không nha, trời ơi bụi lắm nha. Đấy, sấy miếng tinh dầu, sấy xương xương cho anh em nha. Đây là phong cách Nhật nè, phong cách Nhật nha. Đấy, đúng Nhật Hàn luôn đó. Đó, thấy chưa? Anh chị em mà không nắm được cái kỹ thuật mà layer chọn layer này, anh chị em cắt không ra đâu nha. Anh chị em phải nắm được hình khối này. Nếu như mà anh chị em không nhận vé tham gia thì phí lắm nha. Đúng 10 người Tăng sẽ chia sẻ cho anh chị em nha. Anh chị em cùng nhau comment bình luận xuống nha. Nhận vé đi, đúng 10 người ha.
Mình nhớ là sức miếng tinh dầu nha anh em, muốn sức tinh dầu nha. Đây sức tinh dầu vô. Kiểu này nam nữ đều được mà. Đúng em, nam nữ ô mô đều để được hết. Trai gái BD gì để được hết. Ok, rất là dễ thương luôn. Đây là kỹ thuật layer, trồng layer, disconnect. Hình khối, trồng hình khối. Interlocking nha. Rồi. Hình khối, lòng hình khối nha cả nhà. Cái này mình cắt mình mới tóc ken á, mà mình cắt mà mình sấy nó đã bay rồi đó nha, thấy không? Lớp đỉnh dài hơn lớp thứ hai không anh? Có dài em ơi. Cái là nó dài hơn, nó disconnect mà, nó chồng xuống. Nó giống như tóc nam mình vậy đó. Nó dài hơn em. Nó hai lớp mà. Layer trồng layer mà em. Mình cắt disconnect mà, layer trồng layer thì nó mới phòng được ha. Layer trồng layer. Disconnect khối trồng khối, layer trồng layer. Rồi mình sấy cho các bạn xem ha. Để mình sấy nha các bạn. Thật sự anh chị em ở ngoài á, anh chị em thấy ok hơn. Hơn là mình xem qua livestream, mình livestream thì mình thấy ok. Nhưng mà mình để thực hiện được á, nó cũng khó cái trải nghiệm lắm. Rồi. Rồi anh chị em nào quan tâm kéo thì inbox cho mình nha. Thường là buổi tối anh like tầm khoảng khung giờ 9 giờ 9 rưỡi nha. 9 giờ 9 rưỡi anh sẽ like. Like review kéo, chia sẻ kiến thức, giao lưu với anh chị em. Và xem anh chị em nào mà có đăng ký cái buổi chia sẻ.
Thường mấy mẫu tóc này mình tư vấn khách hàng uống nha các bạn. Uống ha. Rồi anh chị em nào còn ở lại không ạ? À? Ở lại xem tóc nha. Ok. Rồi, ok cả nhà. Mình đã hoàn thành xong tác phẩm ha. Đây mình sẽ đặt tác phẩm này là layer ngẫu hứng nha, layer shot ngẫu hứng. Tên của nó là layer shot ngẫu hứng. Ngẫu hứng sáng tạo chia sẻ cho anh chị em. Đó. Anh chị em thấy thế nào ạ? Cảm ơn anh chị em rất nhiều nha. Cái đuôi này mình muốn cắt ngắn thì mình cắt ngắn ha. Rồi, cảm ơn anh chị em rất nhiều nha. Anh chị em đừng quên là Tăng có review kéo nha. Rồi, cái này mình xức tinh dầu các bạn. Tinh dầu á. Mình bôi tí xíu tinh dầu thôi. Mình vuốt ha. Hả? Là ok, tinh dầu nha. Tinh dầu cho khách hàng ha, cho nó có cái sới, cái nếp, giữ cái nếp á. Mình chưa có tỉa nhiều luôn các bạn. Mình đang cắt cái layer, hình layer á. Khối trồng khối nó sẽ tạo cái hiệu ứng này. Hiệu ứng này là hiệu ứng khối trong khối. Đẹp là đẹp luôn, khỏi tỉa. Dạ đúng rồi, khỏi tỉa. Kỹ thuật này là mình không cần tỉa nha. Kỹ thuật này là mình không cần tỉa nha anh em nha. Tại vì nó là mềm á. Anh em nhìn kỹ nè. Cái gáy nó mềm lắm, đó. Đây là phương pháp cắt tóc hình khối mà chúng ta khống chế được cái độ mềm á. Đây. Anh chị em thấy không ạ? Anh chị em nhìn nè, đó. Rồi. Bài này uống lạnh hay nóng anh? Cái này mình uống lạnh thôi, mình uống lạnh thôi nha cả nhà. Uống lạnh thôi, ok. Rồi, mình sẽ quay cho cả nhà xem ha. Chụp hình lại cho cả nhà xem. Cái bài cắt này. Bài này mình uống lạnh thôi nha, uống lạnh cũng được rồi. Này cả nhà nhìn hai bên nè. Đó. Sấy tàu kiểu ha. Cả nhà. Rồi, ok. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Rồi mình sẽ quay cái cam lại cho cả nhà xem. Xem cái bài cắt này.
Ok. Đây. Khói trồng khói ha. Cả nhà nhìn ok không ạ? Đây. Dán đôi tay này nha. À. Ok ha. Cái phần đuôi này thật sự ra mình muốn tỉa ngắn cũng được các bạn. Đó, mình muốn thích hay không thôi. Cái phần đuôi nè. Đó các bạn thấy không ạ? Cái phần đuôi này tùy các bạn ha. Các bạn muốn tỉa phần đuôi này các bạn tỉa. Đó. Quá đẹp luôn anh ơi. Ok. Ok các bạn ha. Đó, một mẫu tóc ngắn. Anh chị em nào bằng cái tóc ngắn là chúng ta lưu ý cái này giùm Tăng ha. Đó. Rồi. Ok cả nhà.